À, xin chào anh em á, cái này là khoảng sau một tháng rưỡi sau khi mà bứng á, những cây mai này nè, sau khi bứng hoa phôi á, về chúng ta vô trong cái bịch ni lông này nè, để giữ lại cho nó đó. Lần trước là mình đã quay cái này nè, nguyên cái đám này khoảng 400 cây đó, thì khi mà đem về nhà mình cũng nhổ trụi rễ đó, nên nó rất là mạnh nè, đấy, lên đọt lên rất là mạnh nè, thì cái này cũng dễ làm đó, của cái này cũng không có gì hết á. Khi đem về thì chúng ta cứ trộn cái phần, quan trọng là trộn cái phần đất trồng này bên trong nè, nó chỉ có vậy thôi. Đấy, đất trồng bên trong là chúng ta hiện tại thì lúc đem mới đem về thì nó mưa cũng ít, giờ là mưa nhiều thì khi mà chúng ta làm theo cách này chúng ta phải che mưa ha, phải che mưa. Đấy, đây chúng ta nước mưa vào đây rất là nguy hiểm á, mưa vào đây nó không có thoát được là nó sẽ gây thối rễ là cây sẽ chết. Đây, hiện tại thì chúng ta vẫn bứng được thôi, mai thì chúng ta bứng có thể bứng quanh năm luôn. Nếu mà chúng ta chủ động được cái sự che chắn nước mưa á, thì chủ động được ánh nắng á, thì chúng ta bấm lúc nào cũng được. Đấy, như cây này đây, những cây này đây ha, đây những cây này đây hiện tại lên rất là khỏe nè. Đây hiện tại mình sẽ nuôi cái tay này, mình nuôi hai tược để sau này mình ghép vô hai tược ha. Đây, hiện tại khi mà bứng nó đã lên rất là nhiều đọt chứ nó lên tùm lum đó nè. Đó, chúng ta sẽ định vị lại chỗ nào sau này chúng ta sẽ cần ghép ở đâu á, thì chúng ta sẽ chừa cái tược đó lại. Ví dụ như cây này mình chừa lại ba tược, ba tược thì mình ba tược thì ghép cũng còn nhiều khi nó cũng có trật, chừa lại bốn tược cái chắc đấy, ba tược bốn tược đây, sau này sẽ ghép vào cây này nhỏ này mình chừa bốn tược nè, 1 2 3 4 nè, sau này mình sẽ ghép vào như thế này, này khoảng chừng 1 tháng sau là mình ghép được rồi. Đấy, cái đọt này nó cũng hơi to rồi nè, như cái đọt này là chúng ta có thể ghép được rồi nè. Đấy, mình sẽ đợi đây để ghép một lượt ha. Này là rất là xanh nè. Cái phần đất này thì mình trộn tỷ lệ là 2 xơ dừa 1 vỏ trấu thôi, không có gì đấy trơn, không có gì mà bí ẩn đây trơn. Cho nó đơn giản, khỏi có đất phù sa, khỏi có gì, khỏi có phân chuồng như thế đó ha. Thời gian này chúng ta làm cho đơn giản đi, khi mà nó sống nó ghép chính đi, rồi chúng ta sẽ trộn những thành phần phần khác đi ha. Đấy, chỉ có xơ dừa và là vỏ trấu thôi, không có gì đây hết á. Mục đích này là giữ nước và thoát nước cho tốt là được rồi. Và cái chuyện sống sau này chúng ta trộn phân chuồng vô, trộn đất, trộn gì vô, muốn trộn gì trộn. Đấy. Đấy. Khi mà chúng ta cái bịch này thì ở dưới này nó có rất là nhiều lỗ nè, dưới này có 6 7 cái lỗ dưới đít này là để thoát nước cho tốt. Còn khi mà chúng ta vô cái chậu này nè, những cái người mà vô chậu xi măng này nè, chậu chậu đất nung nè, đây là có 3 cái lỗ này, chúng ta lưu ý ta đục thêm nha, lỗ này thì nó chưa có đủ đâu, vô cái chậu này thì nó hay bị ôi nước. Cái chậu xi măng này ha, đấy chậu xi măng đây, này mình đặt riêng theo đặt riêng ha. Những cái chậu đời trước mình mua đó nó chỉ có 1 cái lỗ này duy nhất thôi, lỗ này duy nhất thôi, nó không có đủ cái thoát nước. Cây mai rất rất dễ bị ôi nước và mùa mưa á, mùa nắng thì không nói gì, mùa mưa rất dễ bị ôi nước. Đấy, mình sẽ yêu cầu người ta là đòi thành 2 cái lỗ hai bên nữa nè. Đấy, 2 lỗ hai bên nè, cho thoát nước cho tốt ha. Đấy, là bên hông nè ha. Đấy, cho thoát nước cho tốt. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ khoan thêm á, khoan thêm mấy cái lỗ hai bên này nè, để cho thoát nước cho tốt. Cây trồng trong chậu nó đơn giản nhé, nó không có gì đâu. Chúng ta làm sao mà thoát nước cho tốt là được rồi, giữ nước, vừa giữ nước tốt mà vừa thoát nước tốt. Đấy, vừa giữ nước tốt và vừa thoát nước tốt là cây nó sẽ tốt thôi. Đây, như đám ở bên đây nè, mình mua cái đám này thì nó gần như 40 cây mà nó chết hết 2 cây. Thì nó cũng có chết chứ không phải là không chết ha. Đấy. Đây, như cái này, này thì nó có sống rồi ha. Này nó lên rất là mạnh, chúng ta trộn như tỷ lệ là trộn như vậy thôi. Rồi để cây ở cái chỗ mà vừa nắng vừa mát, chứ không phải là nắng hoàn toàn cũng không phải là mát hoàn toàn. Nếu mà chúng ta có cái chỗ chúng ta không có, chúng ta có chỗ nắng thì chúng ta che lại ha. Chỉ có vậy thôi. Quan trọng là thoát nước tốt là được rồi. Dưỡng mai phôi mới bứng thì nó chỉ có vậy thôi. Rồi cứ hàng tuần á, chúng ta tưới cái phân dưỡng rễ là tưới N3M á, pha cái liều lượng mà trên nắp nó có ghi đó. Một muỗng nó có trong cái họ đó có một muỗng pha với lại 10 lít. Đấy, thì chúng ta cứ mà hàng tuần chúng ta cứ làm vậy đó ha. Cứ đạt khoảng 4 tuần 5 tuần sau sẽ được kết quả như thế này. Như thế này chúng ta có thể ngưng được rồi ha. Đấy. Cái lá này mới ra thì chúng ta cũng có thể xịt bệnh, xịt sâu. Đấy. Đây mà nhưng mà ở đây là tược mai rừng, nó rất là mạnh. Thậm chí chúng ta chỉ xịt sâu sơ sơ thôi. Nó ra rất là mạnh nè, có bị sâu ăn nè. Đấy. Đấy. Xịt sâu à. Không phải xịt bệnh, nếu mà dày quá, nó xịt bệnh thôi.
rất là mạnh nè ha. Nguyên cái đâu này 400 cây của mình hình như là nó gần như là nó cũng có bị chết, nhưng mà chết ít thôi. Chết cũng khoảng chắc cũng khoảng 10 cây 20 cây gì đó, 400 cây nè. Đã ra rất là khỏe ha. Đấy, giữ mai phôi thì nó rất là dễ. Đây, quan trọng là chúng ta đừng có để bị nó bị ôi nước được rồi. Có nắng mà đừng bị ôi nước ha. Ôi nước rất là nguy hiểm ha. Trồng cây trong chậu mà để bị ôi nước là cây nó không có tốt đâu. Thậm chí nó không có sống được luôn á. Đây, nguyên cái đám này đám Thủ Đức thì rồi là ghép mới bị rớt nè, bị rớt. Mà tược này cũng eo ột nữa. Có thể là như là nó bị nguyên cái đám này nó bị hết luôn. Nó bị dính phân hay sao á. Mình đi xin cái tược ghép này nè của một cái vườn kế bên á, sợ người ta mới tiếp phân rồi người ta cắt người ta cho mình luôn. Đấy. Còn cái đám ở những bên kia thì nó lên rất là khỏe. Dưỡng mai phôi mấy bứng thì nó chỉ có vậy thôi.